Ngày 5 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng Đê đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa chọn làm đại hội điểm. Tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ở huyện có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 xã trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng Đê đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương vận động. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tuyên truyền vận động 252 hộ dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, nhân dân đóng góp được trên 5 tỷ đồng và trên 500 ngày công, hiến trên 2.000 mét vuông đất, tháo dỡ trên 300 mét tường rào, hiến hàng trăm cây xanh các loại và hoa màu để làm đường giao thông. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, đã cường hóa trên 5 km trục đường chính, 4 km đường nội thị. Đến nay thị trấn đã đạt 4 trên 9 tiêu chí với 43 nội dung về đô thị văn minh. Công tác vận động, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa được thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng Đê đã vận động hỗ trợ cho trên 200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng và tu sửa 8 nhà ở cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ đau ốm, tặng quà nhân các dịp lễ Tết, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 130 triệu đồng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng Đê đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, đó là tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng Đê trong xây dựng khối đoàn đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức mặt trận từ thị trấn đến cả khu dân cư, đảm bảo chất lượng hướng mạnh về khu dân cư. Đại hội đã hiệp thương cử 33 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng Đê khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 10 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029.